Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người các cái đường sinh mệnh tiếp theo trên bàn tay và ý nghĩa của nó sẽ nói lên điều gì. Thì cái đường sinh mệnh thứ nhất mà mình muốn nói đến ở đây đó là cái đường sinh mệnh phân làm nhiều nhánh nhỏ ở phía dưới. Đây chính là cái đường sinh mệnh kiểu này. Đấy, ở dưới này các bạn để ý nó phân thành nhiều cái nhánh nhỏ như này. Đấy. Thì người mà có cái đường sinh mệnh kiểu này sẽ là người có cái vận thế cái thời trẻ thì cực tốt, song do tiêu xài vô độ lên tới cái thời trung niên sẽ bắt đầu xuống dốc. Đấy, khiến mọi chuyện lúc này sẽ không thuận lợi. Do vậy nên bớt sống phóng túng khi còn trẻ, nếu không sẽ dễ bị người khác bức hại và rơi vào cái tình cảnh thê lương lúc cuối đời. Đấy, đây là cái đường sinh mệnh cũng tương đối là xấu. Đấy, các bạn xem bản thân các bạn có cái kiểu đường sinh mệnh như này không. Bây giờ mình sang cái đường sinh mệnh thứ hai, đó là đường sinh mệnh gồm 3 đường chính nối liền nhau. Tức là đây là đường trí tuệ này, đây là đường tình cảm. Bây giờ cái đường sinh mệnh đây mình vẽ cho các bạn xem, nó sẽ nối dính vào nhau như này. Đấy, như này ta gọi là ba cái đường chính. Đấy, sinh mệnh, trí tuệ và tình cảm nối dính vào nhau. Thì người mà có cái kiểu đường sinh mệnh nối dính vào hai cái đường này sẽ là người như nào? Sẽ là người có cái tính khí là ngang ngạnh, cố chấp. Đấy, luôn có cái thái độ kiêu căng với mọi người, thích được tự mình làm mọi việc, lúc nào cũng đố kỵ với người xung quanh, hay gây sự với người khác. Đấy, hành vi cử chỉ thì lập dị, bụng dạ thì hẹp hòi. Và người có cái tướng tay kiểu như này thì cũng rất dễ mắc phải cái chứng bệnh trầm cảm. Đây là cái đường sinh mệnh thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn. Bây giờ mình sẽ sang cái đường sinh mệnh thứ ba. Thì cái đường sinh mệnh thứ ba là cái kiểu đường sinh mệnh mà nó phân tách ra. Đây, mình vẽ tiếp cho các bạn cái đường sinh mệnh thứ ba đây nữa. Đây. Đấy, nó phân tách đây, đường sinh mệnh này, đường trí tuệ và đường tình cảm, ba cái đường này nó tách biệt nhau. Nó không cái đường nào mà chạm đường nào cả. Đấy. Nó tách biệt này, có thể tạo thành cái hình chữ xuyên. Thì cho thấy đây là sẽ là người có cái tính tình thì cởi mở, phóng khoáng, không câu lệ tiểu tiết, xong làm việc thì khá bảo thủ, thích nắm quyền kiểm soát với tất cả mọi người, thường coi mình là trung tâm. Đấy, nếu mà cái cơ may tới thì nên biết san sẻ với người khác, nếu không thì mọi người sẽ dần xa lánh. Đấy, nếu một người có cái tướng tay của này thì cũng cần phải thay đổi cái tính cách của mình. Rồi, như vậy là mình sẽ chia sẻ cho các bạn ba cái đường sinh mệnh trên bàn tay. Xin chào các bạn.